Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhanh kính chào anh Thắng ạ. Chào Nhất Anh. Hôm nay thì anh Thắng cho Nhất Anh cũng như khán giả của Người Việt TV đi nước nào để anh Thắng? Có lẽ chúng ta có dịp nói một số về các thành phố phía miền Đông Bắc Mỹ. Thì trong đó có Quebec, có New York, có Niagara Falls, có Thousand Islands. Dĩ nhiên có một vài thành phố nữa mà chúng ta quê không nói đến cũng không được. Thì có lẽ một trong những cái thành phố mà tôi có nhiều cái cảm tình, đó là một trong những thành phố là thứ nhất là lịch sử, thứ hai là mang tính cách giáo dục rất là lớn, rất là cao. Đó là thành phố Boston. Thì thực ra là mình đã có dịp đi rất là nhiều nước rồi, nhưng mà thực ra ở Mỹ có rất là nhiều nơi để mình đi, đúng không anh Thắng? Đúng rồi. Và hôm nay thì mình nói về Boston. Thì nãy anh Thắng có nói là đó là một trong những cái thành phố mà nó là lâu đời nhất, có lịch sử đúng lâu rồi. Đời rồi, có cái nền giáo dục và lâu đời nhất mà cũng là nổi tiếng nhất. Nổi tiếng nhất cả thế giới chứ không phải chỉ có Hoa Kỳ không? Nếu vậy thì nhanh đoán là tại vì ở đó có trường Harvard, Harvard đúng không ạ? Harvard. Dạ, và trường MIT nữa. MIT. Dạ. Thực sự đối với cá nhân tôi thì tất cả những cái trường thuộc miền Đông Bắc của Hoa Kỳ đó, rất bất cứ một cái đại học nào, nó đều mang cái tính cách là thứ nhất là cổ kính, thứ hai là nó đều có cái những chuyên khoa nổi tiếng của nó. Dạ. Thành thử nếu mà chúng ta có dịp vào bất cứ một trường nào về nó thì tôi nghĩ là đều tốt cả. Nhưng mà dĩ nhiên thì nói đến Harvard, nói đến MIT thì ai cũng biết một trường là về giáo dục, về business, về law, về y khoa. Còn một trường thì về công kỹ nghệ. Thuật. Hồi nãy anh lúc mình nhắc tới Boston á, thì Nhanh có một cái thắc mắc muốn hỏi anh Thắng là hồi xưa Nhanh có nghe nói là Boston rồi New England rồi xung quanh đó. Nhưng mà Nhanh thắc mắc là tại Boston nó có liên quan gì tới New England, mà New England là cái Thực gì sự của thì Mỹ? người ta nói đến khu vực Bắc Mỹ, người ta hay dùng cái chữ New England. Yeah. New England thì thực sự nó là một cái khu vực bao gồm 6 cái tiểu bang đầu tiên phía Bắc của nước Hoa Kỳ. Thì trong đó có Massachusetts, này, có New Hampshire, này, Vermont, Maine, này, Connecticut này, và Rhode Island. Tức là 6 cái tiểu bang đó thì khu vực nó gọi là New England, tức là một cái nước Anh mới. Đó. Thì thực sự như Nhất Anh cũng như quý vị khán thính giả biết rằng đất nước Hoa Kỳ ngày xưa được thành lập là được đứng lên độc lập, từ thoát ra khỏi cái sự lệ thuộc của cái thực dân Anh. Và từ đó thì ngày xưa thì người ta đến cái khu vực Bắc Mỹ đó, thí dụ người nước Pháp đến thì lập ra cái New France, thì bây giờ là Montreal, Quebec. Còn nước Hà Lan đến là New Amsterdam, rồi nước Anh sang thì New England, vân vân. Thì đó là một cái ngày xưa trong cái quá trình lịch sử đều tất cả các nước thực dân đã đến để xâm chiếm những cái vùng đất của tân thế giới. Và mỗi lần vùng đất họ chiếm đó thì họ đặt ra một cái tên thuộc theo cái chủ quyền của quốc gia họ. Và những cái chủ quyền đó thì dần dần nó thay đổi, thì sao bên nào được bên nào thua vậy thôi. Thì Boston, nó thành phố Boston thì nó thuộc tiểu bang Massachusetts đúng không ạ? Đúng vậy. Thì trong là một trong những và một trong những 6 tiểu bang mà thuộc New England, có cái tên gọi là New England. Vậy thì ở Boston mà anh Thắng nói là có lịch sử lâu đời, mà nó thể hiện của nước Mỹ là nó như thế nào hả anh Thắng? Nếu chúng ta phớt qua một chút xíu về cái lịch sử nước Mỹ đó, thì nước Mỹ này, cái 13 tiểu bang thuộc địa đầu tiên đã liên kết với nhau lại và đứng lên đánh đuổi cái thực dân Anh. Nhưng mà cái lý do, một cái nguyên nhân trực tiếp thì chúng ta nhớ là cái chuyện mà tăng thuế trà. Tại vì dĩ nhiên cái câu chuyện đó nó xảy ra ở Boston. Thành ra chúng ta đến Boston bây giờ đó thì nó có nhiều cái city, nhiều cái thành phố nhỏ để chúng ta có thể đi. Và đặc biệt là ngay cái khu vực mà gần đào thao đó, nó có một con đường nó gọi là Freedom Trail. Thì chúng ta con đường đó, chúng ta đi dọc theo, có giống như một con đường dẫn dắt chúng ta biết là những nơi này là ngày xưa những cuộc họp của dân chúng như thế nào, của những người có quyền chức, họ đã hội họp như thế nào, họ đồng ý nhau, họ tạo lập ra những cuộc biểu tình hoặc những chuyện đình công, hoặc và ngay cả con thuyền US Constitution, đó là con thuyền mà đã mang cái tính cách lịch sử, đã bộc phát ra những câu chuyện giành độc lập cho đất Hoa Kỳ và lập ra một cái đất nước hợp Trung Quốc như ngày nay. Thì Boston là một trong những cái tiểu bang đã đóng góp rất là nhiều trong cái câu chuyện để mà đứng lên của nước Hoa Kỳ. Người ta nói cái đó là con đường tự do đó, đúng con không? Đường tự do, Freedom Trail. Thành ra và cái con đường đó thì thực sự nó dài chừng khoảng 2 mai rưỡi thôi. Nếu quý vị có thì giờ đi tà, chúng ta có thể xem xét các ngõ ngách hoặc là những cái di tích người ta, hoặc là những cái nốt người ta viết lại ở nơi đó nó xảy ra những gì cách đây khoảng 200 năm trước, hơn 200 năm trước. Coi như là nếu như mà muốn
tìm hiểu rõ hơn hay là muốn học về lịch sử Hoa Kỳ thì Boston là một trong Boston những nơi là phải một đi trong đúng chúng không ạ? là chúng ta phải đến và chúng ta phải đi theo con đường đó. Và đặc biệt là ở cái thành phố Boston đó, chúng ta đến nơi và chúng ta đi du lịch đó, thì ở đó như có những cái information center đó, họ rất là kỹ, họ có thể giảng dạy cho chúng ta câu đi sao, thành ra du khách đến đó đều được welcome và đã được thành phố cho những cái thông tin rất là hữu ích để chúng ta có thể đi bộ được, hoặc là chúng ta đi tour lấy một mình chứ không cứ phải đi theo một đoàn tour. Thành ra đó cũng là một cái điểm mà tôi thấy có lẽ Boston nó tương đối thành phố nhỏ, thành ra họ làm được nhiều cái dễ dãi cho người du khách hơn. Ngoài ra thì ở Boston thì có thể những con đường tự do đó, thì ngoài ra nếu muốn học thêm về lịch sử nữa thì du khách có thể đi tới đâu nữa anh Thắng? Thì chúng ta có thể đến cái con thuyền USS Constitution mà tôi vừa nói đó, chúng ta có thể đã lên cái Bunker Hill là nơi trận chiến gần như là quyết định để cho quân Anh thất bại chẳng hạn. Thì xung quanh đó rất là nhiều, và chúng ta đi dọc theo những con sông Chark River, thì chúng ta thấy con sông tuy nó gần đi ra biển, gần ra eo biển, nhưng mà thực sự đó thì nó tạo ra một cái không gian rất là dễ thương, rất là đẹp, nhất là cái thời tiết của Massachusetts vào mùa hè thì dễ chịu lắm, không đến nỗi là quá nóng, và có rất là nhiều điểm để chúng ta có thể thưởng ngoạn. Chẳng hạn như chúng ta đi xem di tích lịch sử, chúng ta đi xem những câu chuyện lịch sử, chúng ta có thể đến một trong những cái điểm mà vừa có mang tính cách lịch sử đồng thời mang một cái tính cách hiện đại nữa. Tại vì bây giờ đến nơi chúng ta ai cũng muốn đến Boston để đi thăm cái gọi là Quincy Market. Quincy Market đó là một cái chỗ mà vừa có những hàng quán là gift souvenir, vừa là có những cái hàng ăn mang cái đặc tính đặc sản của cái vùng Boston. Chúng ta có thể đến để ăn cái sandwich, trong đó có lobster, lobster sandwich, ăn cũng đặc biệt khác khác lắm. Lobster ở bên Boston thì là rất là ngon. Dĩ nhiên thì giá cả mình không có thể nói so sánh giá cả bên đó với ở bên California được, nhưng mà chắc chắn ở bên đó nó đắt nhưng mà ăn rất là ngon. Nhưng mà cái giá nó có thể so với ở chúng ta ở bên này thì cũng phải chăng chứ không đến nỗi quá đắt nếu mà so với tất cả những tiểu bang khác ở Hoa Kỳ. Rồi Quincy Market còn cho chúng ta những cái câu chuyện lịch sử trong cái khu vực đó, tại sao nó có Quincy Market, rồi tại sao nó có cái Faneuil Hall, tại sao đó là những nơi hội họp để đi đến cái quyết định là liên kết với nhau, các tiểu bang lại với nhau. Thành chúng ta rất là nhiều điểm, rồi từ đó chúng ta bây giờ có thể đi ra cái khu vực ferry cũng gần đó thôi, chúng ta có thể đến đó chúng ta thấy cái sinh hoạt của cái khu vực bến tàu đó. Thành ra Boston cũng là một cái thành phố sầm uất về mùa hè, và đồng thời lôi kéo du khách từ khắp nơi đến Boston. Thứ nhất là Boston ngoài những cái chuyện mà chúng ta vừa kể đó, chúng ta phải nhớ Boston nó còn là một cái vùng nổi tiếng về chính trị của hai dòng họ. Cái dòng họ thứ nhất là chúng ta phải biết, ai cũng biết đến là Kennedy mà chúng ta rất là nổi tiếng bây giờ đúng không? Đó là cái dòng dòng họ Kennedy. Một cái dòng họ Adam cũng là một cái dòng họ rất là nổi tiếng ở Massachusetts, nhất là Boston. Đó là những cái điểm về chính trị, về xã hội học, về cái sầm uất, về cái sinh hoạt của Boston. Còn nói với giáo dục thì chúng ta sẽ thấy những cái trường như Harvard, trường MIT chẳng hạn, chúng ta có thể nói thêm về nó sẽ. Dạ, vâng, chúng mình sẽ dành phần đó cho phần 2 anh Thắng ha. Dạ, chương trình sẽ quay lại trong phần 2. Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Và trong chương trình kỳ này thì chúng ta đang đi tới một thành phố, đó là Boston ở Mỹ. Thì hồi nãy trong phần 1 anh Thắng có nói là Boston thì ngoài cái lịch sử lâu đời ra thì nơi đây thì còn có một cái nền giáo dục nổi tiếng mà không phải chỉ Đúng có vậy, nước Mỹ mà ở trên đúng toàn vậy. thế giới nữa. Thì trong đó có hai trường nổi tiếng nhất trong Ivy League đó là Harvard và MIT. Thì anh Thắng có thể kể thêm cho Nhất Anh được không ạ? Chúng ta chỉ là du khách thôi, chúng ta có thể đến thăm mấy cái trường đại học đó, chúng ta có thể vào những cái sân trường đó để chúng ta có cái coi cái sinh hoạt của nó như thế nào. Dĩ nhiên thì cái đầu tiên phải nói đến Harvard. Thì Harvard nó có nhiều cái phân khoa nổi tiếng, chẳng hạn chúng ta nói đến Harvard chúng ta phải nói đến là Business. medical, Harvard, hoặc là chúng ta nói về business, hoặc là chúng ta phải nói về Lo cái đúng không ạ? law. Thành ra đó là những cái chuyên khoa mà rất là nổi tiếng của Harvard, và đồng thời đây cũng là nơi mà rất là nhiều người đã thành đạt
và họ là những người dẫn dắt trong cái xã hội Hoa Kỳ hiện tại. Dạ. Thành ra chúng ta cũng không có thể phủ nhận được cái công lao của Harvard. Nhưng mà chúng ta đến Harvard đó thì dĩ nhiên chúng ta là du khách, chúng ta không phải là sinh viên. Không, thành ra chúng ta đến nó thăm thì cái trường Harvard chúng ta vào thăm đó thì thứ nhất chúng ta xem cái sân trường như thế nào, và Dạ. đồng thời chúng ta có thể đến thăm một cái chỉ riêng ở Harvard đó thì người ta đã làm một cái tượng để đó và người ta để tên của ông John Harvard. Dạ. Nói thêm một chút xíu về ông John Harvard. John Harvard thì là đây là một nguyên thủy, ông là một mục sư. Dạ. Ông này ông chết cũng rất còn trẻ, ông chết đâu mới có ba mươi mấy tuổi thôi, Dạ. thành ra ông đã mất rồi. Nhưng mà cái đặc biệt của ông ấy là sau khi ông mất thì ông đã để lại cho cái trường Harvard này, ông donation cái một nửa tài sản của ông ấy cho cái trường Harvard, Dạ. và nhờ cái một nửa cái tài sản của ông ấy và cái tên trường đã được đổi sang thành cái tên trường Harvard, là Dạ. Harvard là cái tên của ông ấy. Dạ. Nhưng mà như tôi đã nói đó, cái trường Harvard này đặc biệt đó, khởi đầu nó không phải là cái trường như bây giờ là Dạ. dạy về business, nó không phải dạy về law mà nó cũng không có dạy về medical. Cái khởi thủy cái thời ông John Harvard đó, cái trường này là trường dành riêng cho những người gọi là Puritans, tức Dạ. là những người từ bên đầu Chính châu trị. đó, Dạ. theo đạo Thanh giáo đó, tức Dạ. là Puritans, họ đã bị đuổi ra khỏi cái, họ bị cái xã hội Âu Châu lúc đó ruồng bỏ, Dạ. thành ra họ bị bỏ cái xứ Âu Châu, họ đi qua bên Hoa Kỳ. Thì nhưng mà trong những người mà Puritan mà đi qua Hoa Kỳ á, không có nghĩa là họ không có những nhân tài, không Dạ. có nghĩa họ không có những cái thiên tài. Và chúng ta phải biết là tôi rất là ngưỡng mộ những cái người đã lập ra đất nước Hoa Kỳ này, chẳng hạn như ông Thomas Jefferson chẳng hạn, đó Dạ. là những vị tổng thống mà đặc biệt lắm. Ông Thomas Jefferson ông mới có 29 tuổi mà ông viết ra bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, mà ngày nay chúng ta vẫn có phải follow theo những cái guideline của cái Ulay 4, bản hiến pháp Ulay 4. Dạ. Thành ra mình tưởng tượng đời ngày xưa mà có một ông 29 rồi mà ông viết một cái bản mấy trăm năm sau vẫn đi theo, phải không? Dạ. Thành ra ông Harvard này cũng vậy, ông cũng là một trong những người giỏi, và ông thành lập ra thì là làm cái trường đại học Harvard lúc đó thì mục đích chính đó, họ lập ra một cái đại học để họ dạy dỗ những cái người thuộc về bên mục sư, bên những người giáo sĩ tu sĩ của Puritans. Cái Dạ. mục đích là họ không muốn những người tu sĩ mà một cái hiểu biết quá thấp để mà có thể hướng dẫn cho những người tín đồ. Dạ. Thành ra đầu tiên họ mục đích là như vậy, nhưng dần dần qua thời gian, qua những một số những viện trường, họ đã bắt đầu thay đổi và họ đi vào cái thực tế đời sống. Thành Dạ. ra họ lập ra những cái, cho đến bây giờ thì chúng ta thấy Harvard có rất là nhiều ngành, Dạ. có về medical, về law, về business, mà tất cả những cái đều nổi tiếng như thế giới cả. Dạ. Thành ra bây giờ nếu mà chúng ta là một sinh viên mà ra trường từ Harvard thì hãnh diện người lắm, đúng không anh? MIT Dạ, thì còn đối với MIT thì sao hả anh Thắng? thì như thế này, cá nhân tôi đó thì tôi không phải là người business, Dạ. thành ra tôi cũng không phải là người law, Dạ. và dĩ nhiên tôi cũng không phải là người medical, Dạ. thành ra tôi sẽ chọn cái con đường technology, Là tức là MIT đúng không ạ? MIT. Dạ. Thành ra tôi rất là thích thú với cái trường MIT. Dạ. Đó là ngày xưa hồi mà còn trẻ đó, mình cũng mơ ước cái lắm, được vào MIT, nghe nói MIT bên Hoa Kỳ, Massachusetts Institute of Technology, nghe nói đến một cái trường đại học đó là mơ ước ghê lắm. Dạ. Nhưng mà dĩ nhiên không phải dễ như mình nghĩ. Dạ. Vào được MIT là cũng cả một công trình. Dạ. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta là du khách, chúng ta đến vào sân trường MIT, chúng ta có thể nhìn xem cái trường công nghệ đó nổi tiếng như vậy, nó hình dáng ra sao, cái sân trường như thế nào. Và đặc biệt là MIT cho tôi một cái cảm giác rất là thanh bình, Dạ. rất là dễ thương, tại vì cái trường MIT nó nằm bên cạnh cái dòng sông Chark River, và Dạ. cái còn dòng sông đó mình có thể đứng sân trường mình nhìn qua những cái thuyền nhỏ chạy qua chạy lại, hoặc là những xe cộ. Và đồng thời khó nói lắm, một cái cảm giác khó nói. Tôi có dịp đến MIT nhiều lần, và có lần tôi đến vào mùa thu. Mùa Dạ. thu đối với tôi là the best của cái vùng New England, Dạ. là thành ra chúng ta có thể thưởng thức rất là nhiều cái không gian mà chúng ta tưởng chừng chỉ có ở thiên đường thôi. Dạ. À, còn đến MIT và đến Harvard rồi chúng ta mới thấy có nhiều cái mơ ước của mình ngày xưa. Bây giờ mặc dù mình không được học được trường đó, nhưng mà nghĩa à đặt chân đến thì đây là cái trường mà ngày xưa mình mơ ước. Bây giờ là mình mơ ước cho con mình mơ ước Dạ. cho cháu mình, đúng không? Thành Dạ. ra nếu vào được những cái trường đó thì rất là đặc biệt. Dạ. Là MIT thì một cái điểm mà chung quanh thì tôi đọc những cái tài liệu đó, thì nhất anh có thể hình dung được 85 hay là 81 người mà đạt giải Nobel của thế giới đó Dạ. từ MIT. Dạ.
Thì bây giờ mình nghĩ sao một cái trường nó sản xuất ra một cái một số những cái thiên tài của thế giới như vậy được, những người mà đã đoạt được những cái giải như là Nobel vật lý chẳng hạn. Đối với tôi cái đó là không có ngành nào khó hơn được cái ngành là về vật lý. Nó là vừa một trừu tượng mà nó vừa là cái mà phải có một cái dream, có một cái mơ mộng, có một cái ước muốn gì đó, và một cái phải có một cái linh tính sắc bén người lắm mới mới em mới có thể theo được cái ngành đó. Đối với cá nhân tôi thì tôi cho là như vậy. Và phải có sự cố gắng nữa, chăm Cố chỉ gắng nữa thì đúng không ạ? bất cứ một cái trường nào ở trên bên đó thì chúng ta đều phải cố gắng cả. À, dĩ nhiên chẳng hạn chúng ta đến Harvard, chúng ta thấy hình tượng của cái ông John Harvard, người ta lập ra cái tượng đó, thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ là cái chuyện là, ông Harvard ngày xưa ông như vậy, chưa chắc ông như vậy. Có tượng có thể là tượng của một người khác, nhưng mà cái đó không quan trọng. Cái tượng nó chỉ là một cái biểu tượng thôi, chứ còn thực sự đến đó ai cũng muốn rờ vào cái đầu giày của ông John Harvard đó, để mong muốn là được theo gót chân của ông ấy, theo cái bước chân học hỏi của ông ấy. Thì đó cũng là một cái điểm cái niềm tin rất là thoải mái cho những người du khách, cho những con em vào những mùa hè họ đến trường Harvard, họ có thể biết được cái trường đó, sân trường nó như thế nào, và đó cũng là một trong những cái niềm mơ ước của giới trẻ. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Thực ra thì theo Nhất Anh thì mỗi nơi ở nước Mỹ là đều có những cái đặc trưng riêng mà mình mỗi khi mà mình được đi tới những vùng đất mới Đúng là vậy, mình sẽ có cảm nhận mới đúng không anh đúng Thắng? vậy. Thành ra mỗi một nơi chúng ta không có phân biệt cái nào hay hơn cái nào, mỗi cái nó đều có cái hay, mà chúng ta có học được hay không thôi. Còn mình có cảm nhận được hay không thì cái đó là cái mà tôi nghĩ là khó nhất. Thành ra trong tâm tư mình thích hợp với cái nào thì nơi chốn đó quý vị nên đến thăm. Và nước Mỹ còn rất là nhiều, ngoài Boston, ngoài New York, chúng ta còn chưa có dịp nói đến Washington DC, thủ đô của nước Hoa Kỳ. Và đó là một cái điểm bắt buộc trong đời sống của mình, một lần mình phải đến Washington DC. Vậy thì nha anh, hẹn anh Thắng lần sau mình nói về Washington DC Chúng nha anh ta sẽ Thắng. có dịp nói về Washington DC. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều đến với chương trình ngày hôm nay. Hẹn anh Thắng cũng như quý khán giả của Người Việt TV vào chương trình lần sau.